Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Triển lãm và liên hoan thư pháp Thăng Long, Hà Nội. Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp đà tăng trưởng trong quý tư. Những con đường bích họa tại cố đô Hoa Lư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ đoàn kết sáng tạo đổi mới, sáng ngày 30 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành tổng thể đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới. Theo đó, Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng mục tiêu, chủ trương nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025. Cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030, một số quân, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu sau đại hội cấp ủy, tổ chức đảng hay chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đại hội đã bầu ra 43 đồng chí cùng với 18 đại biểu thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, ngày 29 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có chương trình tiếp xúc cử tri với cử tri xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công. Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã thông tin về tình hình kinh tế của đất nước và thế giới dưới sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo Phó Thủ tướng, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công tác ngoại giao của nước ta trong thời gian qua đã được phối hợp chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tốt, góp phần phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương với các đối tác và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của cử tri và đặc biệt là những kiến nghị cho gửi tới Chính phủ, Quốc hội. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 tại các huyện, thành phố. Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình cấp có thẩm quyền, xem xét, giải quyết. Một trong nhiều ý kiến đáng chú ý được cử tri tại huyện Vũ Thư nêu liên quan tới việc mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Cử tri cho rằng hạng mục này phải được giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trong đấu thầu, cần niêm yết công khai danh mục các trang thiết bị được mua từ nguồn ngân sách của nhà nước. Chiều ngày 29 tháng 9, thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao thưởng giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội Thanh lịch, văn minh lần thứ 3 năm 2020. Sự lễ trao thưởng có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau một năm phát động giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ 3 năm 2020, đã nhận được 140 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn được 65 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao giải cho 33 tác phẩm, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 3 năm 2020 cũng đã thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả từ 33 cơ quan báo chí Hà Nội và Trung ương với 271 tác phẩm. 3 tác phẩm đoạt giải A, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Hai giải báo chí được tổ chức đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng chỉnh đốn Đảng và phát triển văn hóa xây dựng con người thủ đô, đồng thời giúp cho những người đứng đầu các cấp các ngành rút ra những bài học kinh nghiệm, thấy rõ ưu điểm để phát huy và kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện. Nhân dịp này, thành phố cũng đã phát động hai giải báo chí lần thứ 4 năm 2021.
Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, Hà Nội, từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 10, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm và liên hoan thư pháp với chủ đề Thăng Long, Hà Nội tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám. Triển lãm và liên hoan được tổ chức với đại diện của 10 câu lạc bộ thư pháp trên địa bàn Hà Nội. Nhiều thư pháp gia ở ba miền Bắc, Trung, Nam cùng thể hiện tài năng thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ. Trong đó, trung tâm của sự kiện là hoạt động trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp và thư họa. Bên cạnh đó còn có hoạt động trình diễn thư pháp, tặng chữ, tọa đàm, hoạt động trải nghiệm, tương tác dành cho công chúng và du khách. Lễ trao giải thưởng Thiếu nhi Xế Mèn lần thứ nhất năm 2020 do Báo Thể thao và Văn hóa sáng lập và tổ chức đã diễn ra chiều ngày 29 tháng 9 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Lần đầu tiên tổ chức, giải thưởng này đã phản ánh được phần nào bức tranh toàn cảnh về nghệ thuật thiếu nhi trong thời gian qua. Sau 4 tháng phát động, giải thưởng đã thu hút hơn 100 tác phẩm, chung tác phẩm dự thi với đầy đủ các loại hình nghệ thuật, trong đó nhiều nhất là truyện ngắn, tập truyện ngắn và truyện dài. Đúng như tiêu chí của giải là chọn những sáng tác trình diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi. Thiếu nhi là chủ thể sáng tạo, hoặc vì thiếu nhi là đối tượng phục vụ. Giải thưởng Dế Mèn đã lựa chọn được một giải thưởng lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn và 4 giải mang tên Khát vọng Dế Mèn. Đáng chú ý, dù diễn ra trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng giải đã huy động được nhiều lứa tuổi tham gia và có những sáng tạo bất ngờ. Giải thưởng lớn được trao cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả truyện dài Làm bạn với bầu trời. 4 giải Khát vọng Dế Mèn được trao cho chùm tranh chủ đề phòng chống Covid-19 của họa sĩ nhí Nguyễn Đới Trung Anh, Chuyện của Bắp Ăn Mơ và Xóm Đồi Rơm của Cao Khải An, Mộng Giang Hồ của Nguyễn Chí Ngoan và chùm ca khúc chủ đề thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh công ty thủy điện Hồ Hòa Bình mở một cửa xả đáy vào lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 9. Tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp, tùy theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phải mở thêm các cửa xả đáy của các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà. Theo đó, người dân có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, các phương tiện vận tải thủy, các bến đỏ ngang, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi theo dõi thông tin xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các tỉnh, thành phố rà soát phương án chống lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là các điểm trọng điểm đê điều, khu vực sạt lở bờ sông tại tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó. 2,12% là mức tăng trưởng GDP 9 tháng thấp nhất trong giai đoạn 2015-2020, song đây vẫn là thành công trong việc phòng chống và khôi phục phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Vì vậy, GDP quý 3 năm nay tăng trưởng khởi sắc so với quý 2. Công nghiệp chế biến chế tạo là một trong những ngành có đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng 4,6%. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 202,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Năm gần đây tăng trưởng chế biến chế tạo thường tăng khoảng 12 đến 14%. Tuy nhiên, trong điều kiện Covid tác động nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam thì tăng trưởng ngành chế biến chế tạo ở mức 4,6% là điểm sạc. Bởi vì tất cả nền kinh tế khác, hầu như ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp chế biến chế tạo ở hầu hết các nước đều tăng trưởng âm và có nhiều nước suy giảm nghiêm trọng. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2020 tăng 0,12% so với tháng trước. 9 tháng bình quân CPI tăng 3,85% vẫn được kiểm soát tốt nhưng cao nhất trong 5 năm gần đây. Tổng các nguyên nhân giảm thì thấp hơn là cái nguyên, mặc dù có 7 nguyên nhân giảm nhưng mà lại ít hơn cái những cái nguyên nhân là gây tăng CPI. Do đó CPI 9 tháng đầu năm vẫn là ở mức tăng trong vòng 5 năm gần đây. Tổng cục Thống kê cũng lưu ý, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới. Giải ngân vốn đầu tư công đang là động lực nhưng cũng chính là thách thức trong thời gian tới để làm sao chúng ta vừa kiểm soát đầu tư cho hiệu quả, cho đúng, cho trúng và tạo động lực lan tỏa trực tiếp trong thời gian ngắn hạn cũng như là trong thời gian sắp tới. Chúng ta phải tăng cường kết nối, chia sẻ các nguồn lực, chia sẻ thông tin để có thể tạo được cái khai thác thống nhất đồng thuận trong chỉ đạo ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương.
Khảo sát xu hướng kinh doanh của Tổng cục Thống kê với các doanh nghiệp, có hơn 80% doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý 4. Do đó, nguồn nhân lực sẽ được huy động trong thời gian tới, đặc biệt là lực lượng nhân lực có chất lượng cao. Liên quan tới sự cố mất mạng diễn ra chiều ngày 20 tháng 9, đại diện của Mobifone cho biết, tính đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, sự cố đã được khắc phục xong toàn bộ. Nguyên nhân của sự việc được xác định là do lỗi sự cố đường truyền cục bộ, ảnh hưởng theo dải thuê bao và phân tán chủ yếu phía Bắc và các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, một số thuê bao ở các tỉnh miền Nam cũng bị ảnh hưởng dù không nhiều. Về phương án đền bù thiệt hại cho khách hàng trong ngày hôm nay, thì Mobifone sẽ gửi tin nhắn xin lỗi và có phần quà gửi tới toàn bộ khách hàng. Đây không phải là lần đầu tiên mạng 3G, 4G Mobifone gặp sự cố. Mobifone đã huy động nhân lực kỹ thuật, ứng cứu thông tin, cân chỉnh lưu lượng nhằm đảm bảo thông suốt liên lạc và dịch vụ cho các thuê bao tại khu vực bị ảnh hưởng. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn là đoạn tuyến đầu tiên trong tổng số 11 dự án thành phần xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và cũng là dự án duy nhất được Bộ Giao thông Vận tải giao cho địa phương là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Do yêu cầu về nguồn vốn đầu tư đã được bố trí nên đoạn tuyến này được thực hiện trong hai dự án. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ Mai Sơn và dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình với quốc lộ 1. Theo yêu cầu của chính phủ, hết tháng 9 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, một số vị trí trên tuyến vẫn chưa thể bàn giao cho chủ đầu tư, dù huyện đã nhiều lần họp với người dân. Chúng tôi đã làm việc rất thường xuyên, mấy lần đã tổ chức hội nghị rồi. Nhưng mà do là vì cái này nó liên quan đến các nhiều những cái ngành cùng phải tham gia, nên thì chúng tôi mới thực hiện được cái việc này. Chúng tôi đã có một tâm rất tiến triển rất cao và cũng đã có nhiều văn bản là sẽ phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2020. Việc chậm bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác giải ngân của dự án tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình với quốc lộ 1. Vì đến cuối năm nay, nếu không giải ngân xong, thì huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm. Theo yêu cầu giải ngân của nguồn vốn của dự án tuyến kết nối cao tốc, thì nó sẽ phải giải ngân trong năm 2020 và không thể kéo dài thêm được. Do đó là chúng tôi đang là lập biện pháp thi công chi tiết và tiến độ thi công chi tiết đối với từng hạng mục để phấn đấu hoàn thành cái đoạn tuyến của dự án kết nối cao tốc trong năm 2020. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ Mai Sơn đang thi công đắp nền đường bằng các lớp bê tông nhựa, xây các bố trụ cầu và đúc dầm và lao lắp dầm các cầu vượt trên tuyến với giá trị xây lắp đạt 46,7% đáp ứng tiến độ đề ra. Tiếp nối thành công dự án này, ba dự án thành phần tiếp theo của cao tốc Bắc Nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30 tháng 9. Đây là nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn bộ 11 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vào năm 2022 như chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư số 26 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng sản phẩm dịch vụ thông tin và truyền thông. Cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình, cung cấp kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, có trách nhiệm áp dụng tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe tiếp cận chương trình thời sự chính trị tổng hợp hàng ngày trên kênh. Đồng thời, thông tư cũng quy định trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công có trách nhiệm hỗ trợ người khuyết tật. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nhằm giới thiệu lịch sử vẻ đẹp của mảnh đất con người Ninh Bình, Hội Phụ Nữ huyện Hoa Lư đã triển khai xây dựng các con đường bích họa để làm đẹp các tuyến đường. Những hình ảnh được chọn vẽ trên những bức tường gắn với lịch sử văn hóa, với con người của vùng đất cố đô Hoa Lư đã tạo nên một diện mạo mới đẹp đến ngỡ ngàng cho vùng quê yên bình này. Xã Trường Yên là một trong những địa phương triển khai sớm nhất mô hình tuyến đường bích họa. Đến nay toàn xã đã có 47 bức tranh tường độc đáo ở 16 thôn với tổng chi phí khoảng gần 100 triệu đồng, chủ yếu là nguồn lực xã hội hóa. Cái tuyến đường bích họa mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi hướng tới đó chính là vẽ những cái bức tranh khơi gợi lại cái truyền thống hào hùng của quê hương đất nước và của địa phương, và đặc biệt đó thì là cũng có những cái bức tranh mang cái tính chất đó là cổ động tuyên truyền về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã.
Các bức tranh trên tường được thống nhất đối với những bức tường lớn sẽ khắc họa lịch sử quê hương về bậc quân vương có công dẹp loạn 12 sứ quân, về sự đổi mới của địa phương. Đối với những bức tường nhỏ, chủ đề sẽ đa dạng hơn, khắc họa những hình ảnh quen thuộc của miền quê đồng bằng Bắc Bộ như cây đa, giếng nước, sân đình. Có cái đường bích họa xanh sạch thế này là do cái ý thức người dân đã nhận thức được cái tinh thần cuộc sống làm sao giữ cho cái môi trường xanh và sạch đẹp. Cho nên là mọi người dân chúng tôi là bảo nhau là góp tiền và góp sức và tạo dựng cho môi trường và giữ cái con đường nó xanh sạch để cho cái đời sống sức khỏe mỗi ngày được tăng lên. Với mục tiêu làm đẹp nông thôn, hình thành những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, làng quê đáng sống để nâng chất lượng cuộc sống người dân và thu hút du khách đến tham quan du lịch từ năm 2019, mô hình tuyến đường bích họa đã được triển khai. Đến nay, 11 trên 11 xã trong huyện Hoa Lư đều có tuyến đường bích họa với 148 bức tranh, kinh phí hầu hết đều do người dân đóng góp xây dựng. Những con đường bích họa đã góp phần cổ vũ, khích lệ người dân cùng nhau ý thức chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển và gửi gắm trong đó những khát vọng về cuộc sống mới bình yên, tươi sáng. Kính thưa quý vị, nhắc đến bảo tàng có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người thì đây sẽ là một nơi khá khô khan, không hấp dẫn. Nhưng có một nơi lại thu hút đến hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Hấp dẫn ngay từ vẻ ngoài với phần kính đen tuyền như tấm gương khổng lồ, phản chiếu không gian hình ảnh biển trời. Nên nơi này được ví như viên kim cương đen giữa Vịnh Hạ Long. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo này ngay sau đây. Với đường bờ biển dài 250 km cùng hệ thống rừng ngập mặn trải dài từ thị xã Quảng Yên đến thành phố Móng Cái và không gian khu nhỏ này cũng có giới thiệu phần nào về đa dạng sinh vật biển của Quảng Ninh. Nơi mà quý vị đang đứng đây chính là bộ xương con cá voi thứ hai mà Bảo tàng Quảng Ninh trưng bày. Chính là không gian giới thiệu chung về các loại côn trùng có vùng đất tỉnh Quảng Ninh và được chia thành hai bộ sưu tập khác nhau, bộ sưu tập bọ cánh mềm và bộ sưu tập bọ cánh cứng. Đến với không gian tầng 2, quý vị sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử văn hóa vùng đất Quảng Ninh. Với thiết kế được ngành theo con thuyền khổng lồ, du khách cũng có thể được nhìn thấy tổng quan thêm về giá trị lịch sử văn hóa gắn liền với văn hóa biển trên vùng đất Quảng Ninh. Không gian văn hóa lịch sử đến với không gian tầng 3 là quý vị sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về lịch sử ngành công nghiệp khai thác than với hai hình thức khai thác than phổ biến, đó là khai thác than hầm lò và khai thác than lộ thiên. Đây chính là một mô hình sa bàn khai thác than lộ thiên được mô phỏng theo đúng mỏ lộ thiên cọc 6 thành phố Cẩm Phả ngày nay. Với mô hình này thì quý khách có thể cái nhìn tổng quan hơn về các bước cơ bản trong cả một quy trình khai thác than lộ thiên, từ hệ thống phân loại tuyển than tới khu tiêu thụ xuất khẩu ra nước ngoài bằng hệ thống đường thủy và khâu cuối cùng chính là khâu hoàn nguyên. Và sau đây chúng ta sẽ cùng di chuyển vào việc khai thác than hầm lò để thấy sự khác biệt rõ ràng như thế nào. Để cho hoạt động khai thác than diễn ra được an toàn và đảm bảo xuyên suốt trong quá trình thì phần lớn sẽ phải dựa vào hệ thống chống đỡ lò cột thủy lực. Khác biệt với không gian rất là nhiều các loại máy móc thiết bị hiện đại thì đến với không gian này quý khách có thể nhìn được cái bối cảnh khai thác than trước kia, đặc biệt là dưới thời kỳ Pháp thuộc. Và điều khác biệt hơn nữa đó chính là ở những người công nhân, những người phu mỏ. Dưới cái không gian tuy là nhỏ thô nhưng mà cũng đã lột tả phần nào về cuộc sống cơ cực của những người công nhân, những người phu mỏ trước kia. Nếu như Quảng Ninh được ví như hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ thì đến với lại Bảo tàng Quảng Ninh, quý vị sẽ có cái nhìn sâu hơn, chi tiết hơn về lịch sử vùng đất con người nơi đây. Và hy vọng trong tương lai khi mà đến với lại tỉnh Quảng Ninh, đến với thành phố Hạ Long thì quý vị sẽ ghé thăm bảo tàng, một công trình rất là độc đáo và mới lạ. Khu trưng bày rất là hiện đại, rất là hợp lý cho người du lịch. Nên là ở đây rất là đông khách. Lần đầu tiên mình đến bảo tàng này, thấy là đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Em ấn tượng nhất là khu mỏ. Đi gì bảo tàng rồi, con thấy là thích thú.
Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.